Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming của chúng ta cùng nhau. Đến ván đấu thứ 3 là ván đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Đã có một team rời khỏi máy bay rồi. Một máy bay kéo dài vừa sử cực khí và nó sẽ kết thúc ở bên trong khu vực con sợ. Đây là King of Free Fire, đường bay này rất phù hợp cho có thể đáp xuống đó là khu vực thành phố biển. Nó bay King of Free Fire nó sẽ có mình 10 mạng ô. Đây là GK này và đang chưa rời máy bay và đang có sự tính toán rồi. Phú Quý sẽ đáp xuống đó với tháp đồng hồ. Cry Milan này sẽ hướng tới khu vực thùng lũng mà thôi. Cry lúc nào họ sẽ bắt đầu vào đấu với trong thùng lũng đó, nơi rất quen thuộc dành cho họ. Đây là SVG chơi thẳng ở bên trong làng Rim Nam luôn. Ván đấu này họ sẽ không tạt qua vườn doanh trại nữa và có lẽ SVG sẽ cần chơi cẩn thận hơn. Lúc này đang có một team khác nhảy ở khá gần vị trí họ. Thanh Xuân như một chén trà và sẽ nhảy xuống đó với tháp đồng hồ. Và tôi không biết tại sao có bông ti mà họ không chơi vực đảo dừa nhỉ? Nếu như mà có liquid bông thì có lẽ là chơi vực đảo dừa là một điều khá là ok. Lúc này đây là WET và đang có bạn ở bên trong vực cổng chơi. Fae và đang chờ ở bên trong vực nhà máy điện. OMP Fae Storm có mã của vị trí không? OC, hôm nay dần bú cần, giọng đã bú cần thật sự rồi. Và đi chạy có nó bình mạng cùng đầu tiên vậy là trong ván đấu này. Và đó là pha tấn công rất nhanh đến vị trí OMP. Và KOC mẹ toàn thật sự. Ui, đang đu cap đi từ vị trí Marine. Đằng sau lưng thì có một thằng đu cap theo thì phải. Hôm nay OMP và đang chiến ở khu vực này. Thanh Xuân đã bị nằm xuống rồi. Và Thanh Xuân cũng như là Phú Quý và đang chơi nhau. Có vẻ như bông tì và cả 9K đang chưa bắt kịp với nhịp độ những giải đấu như thế này. Và Phú Quý đã có nó bình mạng cùng SVG Kim Tròn ta cũng đã phải nằm xuống rồi. Vâng, đầu ván đấu thôi mà đã có vào giao tranh rất sớm. WT và đang có mặt ở bên trong vực cổng chơi. Cao C Marina còn vị trí của Storm. Hôm nay thì Cao C Marina có mình pha double kill. Vâng, pha đu cap qua. Nhưng mà Cao C Marina ta nói rằng bố mình bắn chết hết. Vâng, có phải như Cao C Marina ta đen tận mạng rồi. Hot Root đã có mặt ở bên trong vực con sợ. Tỏa sáng và đang được chơi. Tỏa sáng và đang chơi nhau vị trí của SCVG. Ui, nó còn lấy cả chày nó chặt thì sao chơi. Tôi thấy có cái pha chặt bằng chày anh em ạ. Vâng, ui và chặt bằng chày. Đây là tỏa sáng này nó vẻ như đá hạ cục được team SCVG rồi. Chỉ còn lại phốp Sài Gòn là Panda mà thôi. Panda này anh ta khá đen. Vâng, lúc này Panda anh ta có đồ nhưng mà với cậu UMP này thì chơi ai. Và cố vẻ team tỏa sáng cố tình nhảy vào đây để chơi nhau SCVG. Thông thường tôi khá khi thấy tỏa sáng nhảy bên trong vực này. Lúc này thì Panda có vào được bắn rồi. Panda anh ta đang được bắn với cậu UMP của mình. Vâng, đối với ông đang tỏa ra và thủ quả này thì toang thật sự rồi. Phốp Sài Gòn ta có nó mình đó là súng G18. G18 chơi cái gì anh em ơi. Phốp Sài Gòn bị bắn vào đít và anh ta sẽ phải nằm xuống mất rồi. Panda anh ta sẽ làm gì đây? Sân cờ toang thật sự rồi. Đang được bắn rồi nhưng mà đối vừa có sọt gần và tỏa sáng quét sạch SCVG trong trận đấu này. Ôi, có kịp cứu không? NDQT toang rồi ông giáo ạ. Thầy Pom, thầy Pom sẽ được cứu tỏa sáng và lại còn cho mình 3 người. Vâng, NDQT anh ta ít máu quá, anh ta không kịp được cứu, anh ta chết luôn. Anh Xuân cá đích đã phải nằm xuống với tỏa sáng. À xin lỗi bạn Thanh Xuân, chia tay vào đấu này. Lúc này thì LBG cùng game đội mình vẫn đang có mặt ở bên trong vực nghĩa địa. King of Free Fire điểm nấp khá đẹp ở bên trong vực thành phố biển. Phú Quý đã có mình 4 mạng cùng với tôi. Phải nói rằng vị trí Ray 99 như là Trần Vinh thời gian ở đây đang là những người thi đấu rất hay đến vị trí của team Phú Quý này. Vâng, team Phú Quý này họ đã một trong team gắn bó với tay to buổi tối khá nhiều năm rồi. Vẫn đang còn pha thi đấu đến vị trí của Cry. Vẫn đây thì Cry vẫn đang chiếm được khu vực làng thông mà thôi. WDT vẫn đang có mặt ở bên trong vực đèo đá và đấu trận WDT đã có mình với top 1 rất thuyết phục luôn. Vâng, cực kỳ thuyết phục. Đây là lâm mời và lúc này ta đang chờ bên trong vực đèo đá. Đây là phe Saber nhờ phe Long. Lúc này họ đã mới đi cho mình 2 người rồi. Pha sao tranh đầu game một địch ăn ở vị trí của KOC Marine nhưng mà cả Quý Hugo và Storm đều đã bị bắn chết bởi khẩu súng siêu nhiệt đến vị trí của KOC Marine. Và lúc này thì KOC Marine ta đang nấp ở trong nhà và Kurin Unu và tên với tuổi. Đây là OMP và lúc này là OMP. Và lúc này thì có vẻ như mọi thứ nó sáng sủa hơn dành cho vị trí OMP. Nhưng hai ván đấu trước thì thực sự là những cái pha mà họ đã không có tình huống xử lý tốt. Hôm nay phe Saber bị bắn gục và toàn bộ team phe họ đang bị một mình cao Saberin chơi nhưng mà không được rồi. Phe Long là người có bình mạng của cuối cùng và quét sạch cao C cho trận đấu này. Cao C họ về vị trí top 10 sau SVG như là Thanh Xuân như một chén trà. Vâng, chỉ còn lại chúng ta đó là 9 team và vòng bò sẽ kéo vào đâu đó ở phía nửa dưới của bản đồ. Rất khó, 32 người chơi là team của chúng ta còn lại trong trận đấu này. Bảnh NTN Châu 18 cộng như là vợ Quý mày sẽ có ba đẩy ra. Hôm nay thì Forward đang di chuyển khá nhanh vào bên trong vực kho quân sự này.
phải nói rằng là ngày hôm nay các team họ thi đấu với quyết tâm rất cao. Tôi thực sự là các team họ thi đấu với cái quyết tâm rất cao. Có lẽ là một lời chia tay dành cho những team mà chuẩn bị đi lên đấu trường sinh tồn. Và trong ngày hôm nay có hai team mà trong 2 tháng tới thì họ sẽ vắng mặt ở trong tay to buổi tối, đó là OMP và SCVG. Hôm nay tình yêu đen tối, hiện tại đang có pha ra múa mày bên trong vương sở khí này. OMP sẽ còn gặp lại chúng ta ở giải streamer ở AS Mobile nữa, trước khi mà họ chính thức là rời khỏi các sầm dạo như thế này. Hey, Ray T99, bé Hàn và Trần Vinh đang chờ bên trong với Thác Đồng Hồ mà thôi. Cry Milan, Hero T2K, Forest Strike và NBN, họ đang có mặt ở bên ngoài với Thác Đồng Hồ này. Một pha đẩy vào trong cái khu vực tâm bo rất nhanh đến vị trí của Cry. Cry là một trong team mà họ rất thích chiếm ở những cái vị trí sớm ở bên trong khu vực tâm bo, bởi vì là họ cũng không quan trọng lắm về cái vấn đề đó là loot đồ. Thực ra team Cry họ chỉ cần đủ đồ tạm tạm xương xương họ có thể bắn được rồi. Đây là WET và Ray đang chờ bên ngoài vực cổng chơi. Vòng bo của chúng ta nó sẽ đang chuẩn dần dần thu lại, và tôi sẽ thử đoán xem vòng bo tiếp theo. Tôi đang có dự cảm rằng vòng bo cuối cùng của trong game sẽ rơi bên trong vực doanh trại, thì anh em hãy thử đoán xem là nó có chính xác như vậy không nhá. Suýt nữa đến nhầm nút thoát. Đây là King of Vivi, Fuji, Sĩ L, vì cũng như là Gohan. Và lúc này họ đang pha đẩy sâu vào bên trong vực đèo đá này. Đây là GK và lúc này đang có mặt ở bên ngoài vòng bo mà thôi. GK lúc này có vẻ đang là sử dụng một cái bệ phóng để có thể bay sâu vào bên trong vòng bo. Việt Anh 98, một người chơi mới từ vị trí của GK. Nhưng tôi phải nói rằng Việt Anh 98 thì anh ta thể hiện không quá ấn tượng trong giải đấu này. Đây là MyBC 02, vô lý như LBG. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để phục quý anh Vinh, Ray T9 như là Trần Vinh. Ray T99 ta vẫn đang có va chờ bên ngoài cái khu vực tháp đồng hồ này. Và vẫn đang được bắn rồi. Và vẫn đang được bắn. Ui, nhắc kệ huyền thoại vẫn đang chưa được kệ. Bây giờ mới kệ nhưng mà lại chưa trùng với vị trí của Ray T99 rồi. Và khá khó đội bán chó đi. Và vậy, ui, nhắc kệ huyền thoại thực sự 209 ra tường. Một pha kệ rất tốt đến vị trí Ray T99 và Phú Quý bắn gãy một người đến vị trí Cry rồi. Và đó là thành viên của Cry tin là như vậy. Và đó là Forest Strike. Forest Strike bị bắn một pha bắn lọt khe qua và vỡ mồm ngay lập tức. Đây là Cry và Ray họ đang bị ngắm đến vị trí Phú Quý. Tôi nghĩ là Cry sẽ phải cẩn thận. Hay WT là mời đã phải nằm xuống. BDL, Faye và GA18+. Họ vẫn đang chờ đâu đó trong một khu dân cư. Và các team đều đang chờ vào bo thu vào, nhưng hiện tại số lượng người trong bo lại là không nhiều. OMP lúc này họ đang di chuyển ở bên trong vực sở khí, nhưng ở đây chẳng có ai cả. Dishai có mình nó là mũ 3-3 và đang là người có đồ ngon ở trong team của OMP. Đắc lớp có mình mũ 3-3, Binsu có mình mũ 2-1 và cái mũ 2-1 còn gần bay bầu nữa. Họ đang đẩy qua đó là hướng bên kia của khu vực này, và ở đây họ sẽ có thể nhìn thấy vị trí của team Cry tin là như vậy. 30 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và đứa xinh gái nhá. Đây là Fuji lúc này ta đang có pha công nha rồi, và sẽ có pha đẩy vào đến vị trí của Sĩ L. Đây là Vim, đây là Fuji, và đang phải là có đối phương ở bên trong khu dân cư này. Có chơi tàn đối phương trong tình huống này hay không? Một pha quyết định di chuyển ở bên trong khu vực trường học này để phòng ngự. Đây là Gohan, anh ta sẽ di chuyển được thôi. Đối phương có lẽ là phải sẵn sẽ đất ở bên khu vực căn nhà gà. Và theo Gai Na nói thì đó là căn nhà ngựa. Đây là GK, và lúc này GK cố gắng chiếm đến khu vực căn nhà chữ L. Và có vẻ GK đã chiếm được khu vực này khá sớm. Thế tôi vẫn đang cảm giác là cái khu vực này nó sẽ không phải là trung tâm vòng bo. Và GK có lẽ là họ sẽ phải chạy bo tiếp trong tình huống sắp tới. Tôi đang thiên về khả năng là vòng bo sắp tới rơi trong vực doanh trại, và linh cảm của Ryaki. Đây là Phú Quý Trần Vinh và đang thủ rất tốt. Đây là Cry và họ đang chia nhau ở trên hai cái chòi canh này. Thì đây là hai cái chòi canh mà rất quan trọng để kiểm soát khu vực tháp đồng hồ này và để xem là vòng bo tiếp theo của chúng ta nó sẽ rơi vào đâu. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Đây là WT BNL này và đang chờ ở bên ngoài của vực khu xưởng cơ khí này. Lúc này trong vực tháp đồng hồ thì team Phú Quý đã bắt đầu gọi cho mình hòm thính xanh. 30 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại vào đấu này, phải chờ đến vòng bo tiếp theo thì có lẽ là mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Team King ở Free Fire và đang thủ ở bên trong khu vực trường học này mà thôi. 30 người chơi, và rồi chúng ta còn lại 9 team tất cả. Vẫn đang có pha chờ,
GK này đang có pha tấu hay trong khu vực này. Tôi không biết là Mamichi anh ta đang làm gì. Mamichi có lẽ anh ta đang có cái pha gọi là kiểm soát. Nhưng mà thời gian ở đây thì tôi đang cảm giác khả năng kiểm soát vòng bò của GK là tương đối yếu, khi mà họ thường xuyên đối vừa móc mỉa ở đằng sau. Phú Quý Anh Vinh, Ray T99 và Trần Vinh cũng đang có pha chờ đợi một cơn mưa ở đây. Họ vẫn đang chờ, như vậy là bò chúng ta sẽ không thu ở trong vực doanh trại như là tôi nghĩ, mà nó sẽ thu ở đâu đó ở trong cái khu vực giữa cổng trời với tháp đồng hồ. Đây là một vòng bò rất khó, và cái vòng bò này nếu như là thu dài khu vực sườn đồi này thì sẽ pha bắn nhau phải gọi là cực kỳ gắt, nhưng mà nó cũng sẽ là với sự 50-50. Cry này vẫn đang chưa đi đâu cả, và thực ra với vị trí bò này của Cry thì họ sẽ không cần đi đâu, và họ sẽ chẳng cần đi đâu luôn. Và trở lại về bắt đầu chúng ta thì WDT này vẫn đang ở đâu? Họ vẫn đang chờ ở trong khu dân cư, như vậy họ đang ở rất gần vị trí King of Fire. Và nếu như bây giờ WDT và King of Fire một trong hai team mà gạt dò được nhau thì cái team còn lại khả năng có được cái chức vô địch trong ngày hôm nay là rất cao thật sự các bạn luôn. Lúc này WDT họ đã có rất nhiều mạ gục sau ở hai ván đấu, có ván top 1. King of Fire cũng tương tự như vậy, đang là một tình huống mà Cry ui đặt cái hòm tính rất khéo này. Vâng, nhưng mà vừa thò ra phát thì Cry NPN ta bị đối phương bắn nhẹ vào người ngay. Đối phương có mặt ở bên trong vườn xưởng cơ khí, và tôi tin đó là team OMP. OMP họ đang rất cần có thêm cho mình mạ gục. Ngày hôm nay thì có lẽ là mọi thứ nó diễn ra nó không được như ý dành cho vị trí OMP, và có lẽ họ sẽ có một sự ức chế không hề nhẹ, tôi tin là như vậy. Vẫn đang có pha chờ đợi đến vị trí của Cry và Ray thì OMP cùng với cả Cry và đang có pha nhìn ngó lẫn nhau mà thôi. Hay là Fort Hood, từ đầu vào đấu giờ Fort Hood họ đang chưa có bất kỳ những pha giao tranh nào quá nhiều cả. Bảnh có mình cũng 3-2. Và đấu chơi phải nói rằng NTN và Quý thi đấu rất hay, nhưng mà rất tiếc là họ phải luôn chơi trong cái thế 2-4, và khi mà Phú Quý họ đẩy xuống thì Fort Hood họ đã không thể nào mà chịu được. Và vẫn đang có pha chờ đợi đến vị trí Fort Hood bảnh NTN châu 18 cộng như là vợ Quý. Vòng bò chúng ta đang dần dần thu lại rồi, để xem bò tiếp theo ở đâu. Tỏa sáng họ sẽ đẩy sớm ở bên trong vườn tháp đồng hồ này, và lúc này chúng ta đang có pha chờ đợi một cơn mưa mà thôi. Đây là K9 có đội mình mũ 3-3, 2K có đội mình mũ 2-2, và thầy Pom có đội mình mũ 2-3. Vẫn đang là một pha chạy cắt qua viền phía khu vực làng Rim Nam. 30 người chơi, và 30 người chơi số lượng còn khá lớn. King of Free Fire đang thủ chặt ở đây, họ cũng chẳng có lý do để đi đâu cả. Có vẻ họ đang chuẩn bị phát hiện ở vị trí WDT rồi. WDT sẽ ném ra hòm thính xanh, và King of Free Fire cũng ném ra hòm thính xanh luôn, chơi quyết tâm chơi tàn tình huống này. GK vẫn đang thủ được trong căn nhà chữ L. GK bây giờ lại trở thành một trong những team mà có lối chơi phải gọi là tương đối tiêu cực. Vâng, lối chơi phải gọi là tương đối tiêu cực. Đây là LBG, trong khi đó thì đây là Phú Quý mà đang chưa đẩy ra rất nhiều tình huống gọi hòm thính xanh. GK đã gọi hòm thính xanh, King of Free Fire đã đi gọi là bình hòm thính xanh, và team Fortwood đã gọi cho mình đó những hòm thính xanh của họ rồi. Họ sẽ chờ có đầy đủ tất cả hàng họ thì mới chơi. Vâng, sẽ đầy đủ tất cả hàng họ thì mới chơi luôn. Vâng, đây là WDT và Ray thì đã có một pha chờ bên trong một khu dân cư này. Vòng bò ra nó sẽ chuẩn bị thu lại. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Các bạn hỏi là gà WDT có phải là gà Cute không? Không, gà Cute đó bây giờ thi đấu với team đại tướng quân rồi. Hay là gà M18F châu 18 cộng như là BNL. Lúc này thì bò đang dần thu vào, nhưng có được chơi tình huống này vị trí WDT hay không? 30 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại trong bài đấu này. Fuji CL vì như là Gohan cũng đang có pha chờ ở bên ngoài với khu dân cư mà thôi. Cực kỳ căng thẳng, tìm gờ cả chúng ta vẫn đang có những pha gọi là loanh quanh luẩn quẩn ở đây. Đang chưa biết phải làm như thế nào. Trước mặt họ sẽ là vị trí Fortwood, và đấu đây rồi đã phát hiện ra cái đầu. LBG anh ta có bắn hay không? Tôi nghĩ là vẫn chưa bắn ở đây. Đây là vô lý, và lúc này thì gờ cả và đang có pha đẩy lên. Cực kỳ nguy hiểm từ vị trí của Mamichi, đã phát hiện những cái đầu đến từ vị trí của team Fortwood rồi. Nhưng có vẻ những gờ cả và đang chưa nổ súng, họ sẽ muốn có một cái tình huống bắn chắc chắn hơn trước khi có thể hạ gục đối phương. Vừa rồi thì vô lý ta đã nhìn đối phương rồi, nhưng đối phương có lẽ em đã phát hiện ra vị trí của GK, tôi tin là như vậy. Phú Quý bây giờ sẽ có pha đẩy lên cho mình. Trong khi đó thì Cry vẫn đang chưa đi đâu, nhưng một trong hai cái trò của Cry đã nằm ở bên ngoài của vòng bo. Và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là cái khu vực mà tôi nói rằng rất nguy hiểm nó sẽ nằm bên ngoài. Và sáng thầy Pom có mạng ạ của vị trí OMP. Tôi không biết là OMP thắng ta di chuyển như thế nào, nhưng mà rồi ta bị vắt lẻ rồi. Phe Long có mình mạng ạ của vị trí WT BNL. Hay là OMP vẫn đang di chuyển. K9 bắn gãy vị trí của DJ. Có vẻ như OMP ngày hôm nay đang bị bắt bài là khá mạnh. Binsu
như là Đắc Lớp đang chưa thể hiện quá nhiều điều. Đắc Lớp có vẻ như anh ta đang có một sự thiếu tập trung khi mà trong những custom gần đây anh ta bắn khá yếu, kể trong giải đấu streamer hôm trước anh ta bắn khá ngáo luôn. Trần Vinh hạ cục này thì vì là tỏa sáng như vậy, là tỏa sáng nó đã bị móc lốp đến vị trí của team Phú Quý rồi. Hay là thầy Bom, lúc này thầy Bom đang va đẩy ra được mình, thầy Bom đang có pha ngắm nghía, lúc này King of Free Fire vẫn đang có pha thủ chắc bò. Hay là GK họ đang tiến vào bên trong khu vực này, Phú Quý đang va đẩy vào. Đây là Phú Quý Anh Vinh ta đang bị bắn đến vị trí đối phương. Ôi, vẫn đang pha đẩy vào, chơi tàn nhau rồi. Đang bị bắn đến vị trí của Phú Quý Anh Vinh, anh ta sẽ bị vòng bò cuột xuống. Sĩ L hạ còn vị trí của Phe Long, Vinh bị vòng bò cuột. King of Revive còn va bắn nhau vị trí của WDT. Lúc này tỏa sáng thì bò bại còn vị trí của Anh Vinh. Phú Quý Chân Vinh đã bị bắn gục rồi. Hiểu lại Ray 99 mất rồi. Team Cry và đang được chơi. Trong khi đó thì Team OMB đã gần quét sạch rồi, chỉ còn lại mình Binsu. Phe đó là Phe ta đang đẩy vào, anh ta phát hiện là có 3 người ở đây. Anh ta vẫn đang cố gắng được chơi, được Fortune bảnh hạ của vị trí của Châu 18 cộng. À xin lỗi bạn, PC 18 cộng. Bảnh đang là người chờ ở bên ngoài. Vâng, một pha KS rất nhanh đến vị trí của Fortune bảnh. Và lúc này thì chỉ còn lại đó là King of Free Fire với 3 người mà thôi. Vừa rồi King of Free Fire họ hú hồn khi mà đối phương cầm cả quả M79 mang vào phang. Nhưng không sao cả, WDT đã bị loại. Và lúc này thì cái top 1, à xin lỗi các bạn, top 1 Trung Quốc nó sẽ có thể nằm trong tay của King of Free Fire mà thôi. GK đang chờ bất kỳ vào tranh nào. Họ vẫn đang có pha đoán bo là tốt trong giải đấu này. Đây là Cry và đã phát hiện được có đối phương ở phía trên, có được chơi hay không. Cry đã phát hiện ở vị trí của team GK rồi và sẽ pha đẩy thẳng đến. Nhưng mà Cry Milan đã bị bắn đi khá nhiều máu. Forest Strike sẽ pha đẩy vào. Hôm nay thì GK có vẻ họ đang là những người sấy với chiếc xe của team Cry. Đây là Mami C, anh ta sẽ là đối tượng bị đối phương tấn công. Cry Mami C ta đang được bắn rồi, không có shot gắn đến vị trí của Mami C, sẽ là khó chơi tình huống này. Những người đồng đội anh ta có cover cho mình hay không? Cry Mami C ta đang được bắn rồi nhưng mất đi khá nhiều máu. Vẫn đang pha sụt ra sụt vào. Đây là vô lý đang bắn pin su hạ còn vị trí King of Free Fire Gohan đưa tới đầu bắn gãy vị trí Fuji. Mami C vẫn đang được chơi cả ngoài. GK Việt Anh đã phải nằm xuống rồi, hồi vẫn đang đẩy ra rồi. GK có thể sẽ toang là Forest Strike đã bị bắn gục đến vị trí Mami C. GK vô lý cũng như LBG vẫn đang có ba kiểm soát vô lý, người ta vẫn thấy vị trí đối phương. Ngoài Forest Strike đã bị bắn gục, Mami C đã bị bắn gục tình huống này. Vô lý ngồi xuống để hồi lại được bình lượng máu. Mami C sẽ không thể được cứu và Cry Zero 2K có bình mạ gục. Milan LBG, LBG gãy rồi. Milan và Cry họ sẽ đẩy lên. Vô lý và LBG vẫn đang phải nấp đi. King of Free Fire vẫn đang bị quét sạch đến vị trí OMB. Binsu thì đang có pha nấp ở bên ngoài. Fortune vẫn đang được chơi, Fortune đang can thiệp vào. Fortune vẫn đang được bắn rồi. Quý hạ cùng với thành viên đối phương bằng Adub vẫn đang được xây, đang được bắn vào chưa. Quý vẫn đang được chơi. Fortune có thể sẽ lấy mình top 1 trong trận đấu này. À, lúc này LBG ta đã phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn lại mình vô lý mà thôi. Vô lý đang bị bắn đến từ vị trí của vợ Quý. Hôm nay Quý vẫn đang được chơi, Quý sẽ bắn gãy vị trí vô lý mà thôi. À, vẫn đang đón pha thi đấu nó căng đét và kết là lẹt thật sự. Cry một pha vuốt tâm vào đầu và đó là Fortune NTN mình đã phải nằm xuống rồi. À, những pha bắn nhau căng đét, một quả lựu đạn ném xuống không hiểu ở đâu lựu đạn bay ra. Và đó có phải lựu đạn Binsu không? Bảnh ngã của vị trí OMB Binsu và Fortune họ sẽ sớm chạm được cho mình cái top 1 ở trận đấu này đấy chăng? Cry vẫn còn sống, vô lý vẫn đang thi đấu rất chi chạc. Và lúc này thì Cry Milan tận vòng ra vị trí vô lý rồi. Vô lý sẽ phải nằm xuống và đang được bắn và hạ của vị trí của Cry Milan. Quý hạ gục được vị trí của Cry Milan và KS được mạng đến vị trí của GK vô lý. Vô lý ta đã phát hiện đối phương, pha vũ tâm ở đầu rất tốt. Một pha vũ tâm tốt dành cho vị trí của vô lý rồi. Hero 2K đã phải nằm xuống, bây giờ đang cứu vị trí của Hero 2K. Bảnh hạ gục được vị trí của vô lý. Chỉ còn lại một người của Forrest và hai người của Cry. Và Cry và Fortune ai sẽ là người có mình top 1 cuối cùng đây. Hôm nay Cry và Ryka đang được chơi. Bảnh người ta có gì? Bảnh ta đã được bắn rồi. Bảnh ta đã bắn khá nhanh với ta đã khá hùng được một người. Đó là NBD và một pha solo giữa Bảnh cũng như là TN2K. Bảnh ta có thể làm gì không? Một pha quay tay đến với chiếu Bảnh. Bảnh vẫn còn bom kèo. Nhưng quả đặt bom kèo này lỗi rồi. Và đó là pha đặt bom kèo khá lỗi đến với chiếu Bảnh. TN2K ta quyết định là sẽ phái được bom kèo. Bảnh có được mình mạ gục. Bảnh đang được bắn. Bảnh có pha cần này. Quét sạch Cry và Bảnh lấy cho Fortune top 1 ở trong ván đấu này với 5 mạng hạ gục. Ván đấu chưa để Quý thi đấu qua ai ở ván đấu này. Fortune họ đã làm được một điều cực kỳ quan trọng, đó lấy cho mình một cái top 1 và quá hay cho đội bạn Thiên Say. Và phải nói rằng Bảnh trong tình huống cuối anh ta thi đấu quá bình tĩnh đi, và anh ta ra vào nó cực kỳ hợp lý luôn, không thể chê vào đâu được. Và đó là ván đấu cuối cùng trong tay to buổi tối chúng ta mùa thứ 5. Hay quá nhở, hôm nay cả team bạn hay thế nhở.